phí đầu tư 150 triệu cho một bộ dàn karaoke trong nhà, vừa tiện lợi di chuyển mang đi du lịch thì bạn nên lựa chọn bộ dàn như thế nào? Hôm nay, Thiên Vũ Audio sẽ giới thiệu đến các bạn bộ dàn karaoke với các thương hiệu Bose và JBL cực kỳ đỉnh đám. Đó là bộ dàn Bose L1 Pro 32 kết hợp cùng với vang số và micro của JBL. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết xem bộ dàn có gì đặc biệt nha. Điểm đặc biệt của bộ dàn trên sẽ đến từ hai chiếc xếp 2 đến từ thương hiệu Bose. Với thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nhưng mang tải công suất lên đến 1000W, Bose xếp 2 đích thực là một con quái vật trong hình dáng nhỏ bé, vừa thẩm mỹ nhưng lại vừa uy lực. Với loa Bose L1 Pro 32 và hai chiếc xếp 2, bạn có thể phục vụ cho không gian tầm 50m2 hoặc bạn cũng có thể mang đi du lịch rất tiện lợi với những chiếc túi có sẵn, trong khi việc tháo lắp loa là rất đơn giản. Bộ loa được nhắc tới chính là Bose L1 Pro 32, một sản phẩm all-in-one của nhà Bose mới ra mắt trong đầu năm nay. Với thiết kế độc quyền G32 của loa hay in được sử dụng 500 neodym quý hiếm, L1 Pro 32 mang đến độ phủ âm thanh lên đến 180 độ, có thể đáp ứng chất lượng âm thanh tốt nhất dù bạn ngồi hay đứng ở bất kỳ vị trí nào trong phòng. Đi kèm với loa là một bộ đế vừa tích hợp công suất, vừa tích hợp bộ trộn mixer, đáp ứng đầy đủ các cổng đầu vào cũng như Bluetooth, giúp việc kết nối của loa trở nên cực kỳ dễ dàng. Đi cùng với Bose L1 Pro 32 chính là cặp đôi huyền thoại đến từ nhà JBL, vang số KX180 và micro VE300. Thật sự cũng không cần nói gì nhiều về bộ đôi vang số và micro này, vì đây là hai sản phẩm đã ra mắt trong vài năm gần đây. Chất lượng đã được kiểm chứng và được rất nhiều khách hàng tin tưởng mua và sử dụng. Sau đây, Thiên Vũ sẽ gửi đến quý khách hàng clip trải nghiệm thực tế của bộ sản phẩm trên do chính tay Thiên Vũ cân chỉnh và setup. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.